trong chỗ này cũng là người được giá cao hơn. Họ được thi đấu trên sân nhà và đang có chuỗi hình thức ấn tượng. Phạm lỗi. Trước khi trận đấu mà chúng ta đang chứng kiến diễn ra thì ở trên sân đã có một biểu ngữ respect, đó là sự tôn trọng. Một thông điệp rất ý nghĩa giữa cao thủ, những người đã rất hiểu nhau. Tuy nhiên các trận đấu cuối cùng thì tỷ số cũng được mở. Tỷ số được mở từ rất sớm. Pha dứt điểm rất gọn gẽ và bình thản, đơn giản. Tỷ số của trận đấu đang là 1-0. Pha đoạt bóng rất hay, xử lý rất tự tin. Tình huống nguy hiểm. Đây rồi, bàn thắng đây rồi. Bàn thắng từ pha sớm chắc chắn sẽ là một lợi thế không nhỏ. Tỷ số được mở từ rất sớm. Điều gì phải đến đã đến. Cách biệt đã được nâng lên và tỷ số bây giờ là 2-0. Quả chuyền tương đối khôn ngoan. Trên thực tế đôi khi tấn công lại là một cách để phòng ngự. Tôi phải nói rằng khi nhìn quanh các khán đài, tôi cảm thấy tuyệt vời khi thấy được sự nhiệt tình mà khán giả dành cho cả hai đội. Hãy lắng nghe tiếng hát từ các khán đài, thật là tuyệt diệu. Thật đáng kinh ngạc, đó chính là những điều kỳ diệu mà bóng đá mang đến cho chúng ta. Làm gì nào? Dứt điểm. Wow, pha ghi bàn rất bất ngờ. Cách biệt đang là 1-3. Đây là lúc mà họ sẽ phải chủ động tạo ra sự áp đặt. Bàn thắng thực hiện ở phút thứ 21 của trận đấu. Một pha bóng tuyệt vời của Cách biệt đang là 1-3. Mùa giải vừa qua ở Serie A, Rakitic đã chơi cực kỳ ấn tượng. Anh đã được trao tấm bằng thủ quân và trọng trách đã được cầu thủ người Croatia này thực hiện một cách hết sức xuất sắc. Serie A đã có được chiếc cúp UEFA, chiếc cúp Europa League. Bóng đã đập trúng người một cầu thủ. Bóng đã được pháo lên. Cơ hội để phản công. Dứt điểm đi. Dứt điểm. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Như vậy là sẽ có một tình huống thoát bóng lên. Pha bắt bài rất tốt. Ivan Rakitic. Chuyền đi. Một pha treo bóng vào trong. Hơi mạnh. Hơi mạnh và không chính xác. Mục tiêu của hàng phòng ngự là pha bóng đi càng xa càng tốt. Cách tốt nhất để giải tỏa sức ép. Và cũng là cách tốt nhất để tránh việc thể lực bị bào mòn sẽ dẫn tới những pha xử lý sai lầm. Phạm lỗi. Pha đột phá rất nhanh. Pha xử lý rất nhanh và cũng hết sức kỹ thuật. Dứt điểm. Pha xử lý không chê vào đâu được. Một điều vài đội phải làm lại từ đầu. Bóng đề nghị đã ghi được bàn thắng. Ngay khi tiếng còi kết thúc hiệp đấu vang lên, cuối cùng họ cũng đã có bàn thắng. Tôi nghĩ họ xứng đáng với điều đó. Tôi đồng ý với anh, thật may mắn là họ đã có. Rất nhẹ nhàng và đơn giản. Như vậy là cơ hội lại đang được mở toang ra cho cả hai bên. Trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp một trận đấu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau chờ. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 2 thì đội chủ nhà đã bảo vệ khung thành bên phía phải màn hình của bạn. Điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài Hồng Quốc Bách.
vị trọng tài uy tín nhất của bóng đá Anh ở thời điểm hiện tại. Một pha xử lý rất thoải mái, những pha đánh chặn rất tốt, một quả phạt góc, pha chạm bóng rất nguy hiểm, quá bổng. Dứt điểm. Vào! Một bàn thắng quá tuyệt vời. Hồng Kông đang thi đấu rất tốt. Các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Ta đi bàn quá ấn tượng. Tỷ số của trận đấu đang là 3-2. Cản phá rất đúng lúc, pha chặn bóng rất tốt. Đây sẽ là một cơ hội xuất hiện. Chuyển đi, đưa bóng vào. Phạt đá rồi. Bóng ra ngoài đường biên, hưởng phạt góc. Một pha treo bóng vào trong. Không thành công. Jesús Navas. Xử lý rất tự tin. Đưa bóng vào. Cú dứt điểm quá hiền. Chúng ta có thể thấy ngoài đường tiếp, hai huấn luyện viên của hai đội bóng đang chỉ đạo rất sát sao các học trò của mình. Việc duy trì chiến thuật là một bí quyết để họ có thể hướng tới chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống đòi hỏi tốc độ, chờ đợi sự khác biệt. Không được. Như vậy là sẽ có một tình huống phát bóng lên. Cavani. Pha xử lý rất nhanh và cũng hết sức kỹ thuật. Đó là một đường chuyền rất nguy hiểm, tình huống đối mặt. Không được. Đang phối hợp với nhau rất đẹp. Bóng đã ra ngoài sân và sẽ có một tình huống ném biên. Pha đi bóng ở biên. Lúc này thì trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu. Vượt qua đối phương trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu quá hay và quá hấp dẫn. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây xin mời quý vị trở lại với trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam để theo dõi buổi bình luận sau trận đấu.